Huy xin thân ái chào lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với chương trình chào buổi tối trên kênh truyền hình YouTube Việt Nam 1 do Hương Giang phụ trách. Và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ 6 ngày 14 tháng 6 và có lẽ là nhiều quý vị sẽ hỏi là thực sự hôm nay có phải là chương trình thực ngày thứ 6 không vậy? Bởi vì luật sư Nguyễn Hoàng Duyên đâu mất tiêu rồi. Chương trình ngày hôm nay đúng vậy ngày thứ sáu nhưng mà hương giang lại một mình ra khơi bởi vì luật sư nguyễn hoàng dương có lẽ là đi nghỉ lễ father's day mất rồi và tin tức ngày hôm nay cũng không có nhiều biến động không có những tin tức bùng nổ à, tin tức ngày hôm nay tương đối là nhẹ nhàng nhưng mà hương giang cũng kích kính chúc quý quý vị kính chúc các bác các chú các anh cũng có thể là chúc cả các em hy vọng là cũng có một số người trẻ theo dõi những cái bản tin của hương giang chúc tất cả mọi người các bác, tôi nhắc lại các bác, các chú, các anh và cũng có thể là các em trai đã có gia đình đã trở thành bố một ngày lễ bố, ngày lễ cha hết sức là ấm áp. Thưa quý vị, không thường đó nếu mà ngày lễ mẹ Ngày lễ hiền mẫu thì bao giờ cũng hết rất là tưng bừng ngay tại Mỹ của chúng tôi. Ngày lễ hiền mẫu tưng bừng lắm. Những ngày qua quý vị đi dọc bên đường thôi, đừng có nói là chúng ta vào chợ hay là vào những cái khu thương xá mà dọc bên đường quý vị có thể thấy là bán hoa, bán gội, bán thú bông rất là nhiều những cái món quà nhỏ nhỏ mà người ta tất cả mọi túi tiền đều có thể mua một món quà nhỏ nhỏ mừng mẹ ngày lễ cha có vẻ là yên ắng hơn mặc dù trên mạng thì à, các công ty các cơ sở thương mại họ cũng gửi những cái lời mời chào à, nhân dịp là promotion khuyến mại trong cái ngày lễ cha và các nhà hàng cũng như cũng tương tự như vậy không có đông đúc như là ngày lễ hiền mẫu nhưng mà nói gì đây cũng là ngày mà chúng ta những người con tri ân bố của mình cha của mình không biết là có một chương trình nào một năm nào hương Giang đã chia sẻ với quý vị chưa nhưng mà thông thường đó đây là cái cảm nghĩ riêng của hương giang thông thường khi mà những người con khi mà những đứa con thành công đó những giây phút thành công thì thường nghĩ tới mẹ mình mà thông thường hương giang không như hương giang chỉ nói là thông thường thôi thông thường khi mà những đứa con có những lúc có những lúc sơ sảy chân có những lúc trượt bước có những lúc có lẽ là chúng ta làm một khúc rẽ nó hơi sai hay là bị lạc lối thì chúng ta lại nghĩ đến người cha cha giống như là một bóng cây đó quý vị âm thầm không dạt dào không ào ạc như là người mẹ tình cảm của mẹ con nó không người mẹ nó nó dạt dào nó ào ạc nhưng mà tình cảm của người cha thì nó âm thầm lặng lẽ hơn cũng vô bờ bến. Nhưng mà quý vị biết, nó như một cái tán cây cao nó bao trùm, nó che phủ, nó ôm ấp những đứa con dưới. Tình cha tình mẹ bao giờ cũng thiêng liêng. Và một lần nữa hương nhân kính chúc các bác, các chú, các cậu, các anh và cả các em những người đã làm bố có một ngày lễ cha thật là ấm áp. Và ngày hôm nay thì tại Hoa Kỳ ngày hôm nay là ngày sinh nhật của cựu tổng thống Donald Trump, ông Donald Trump ngày hôm nay đã bước vào tuổi 78. Và tổng thống Joe Biden cũng đã lên mạng X tức là mạng Twitter để gửi lời chúc mừng sinh nhật đối thủ của mình. Và ông Joe Biden chúc ông Donald Trump sinh nhật vui vẻ. Đây là lời chúc từ ông già này gửi đến ông già kia. Biden đưa ra lời lời chúc sinh nhật, đưa ra những cái lời chúc sinh nhật cho ông Donald Trump với một cái ngụ ý là tuổi tác chỉ là một con số. Nhưng mà quý vị biết thực sự vào lúc này đây ở Hoa Kỳ thì nhiều cử tri họ đang rất là lo ngại cho tuổi tác của hai ứng cử viên, hai chính đảng, một bên là Dân Chủ, một bên là Cộng Hòa. Tổng thống Joe Biden khi mà ông nhậm, ông nhậm chức là ông là tổng thống cao tuổi nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đó là ông 70, ông nhậm chức khi 78 tuổi và sắp tới. Năm nay thì ông Joe Biden đang 81 tuổi. Và nếu như mà sang năm ông ông Donald Trump tái đắc cử thì ông Donald Trump nhậm chức khi mà bước sang bước gần tới tuổi 79 và cử tri đang hết sức là lo ngại về độ tuổi tuổi tác của hai ứng cử viên này và độ tuổi của ứng cử viên đã trở thành yếu tố chính đối với nhiều cử tri và những người bảo thủ thì họ thường nhắm đến tuổi tác của ông joe biden và cho rằng đó là lý do khiến cho ông không có thích hợp trong cái ghế tổng thống nhưng mà thực ra ông donald trump cũng chỉ thua của ông joe, joe biden chỉ có hơn 3 năm mà thôi và tuy nhiên cái ý kiến ngày hôm nay được ông Joe Biden cái lời chúc mừng sinh nhật ngày hôm nay được ông Joe Biden đăng trên mạng Twitter à trên mạng X thì không có chỉ đơn giản là chúc mừng sinh nhật mà ông đã đăng kèm thêm một đoạn băng video so sánh thành tích của mình với những hành động với những ý kiến mà được ông Donald Trump 78 tuổi đưa ra hoặc là được thực hiện mà hầu hết cử tri dân chủ khi mà nhìn vào đó thì đều sôi sục cả hai người đàn ông này dường như là đang né tránh các cuộc tấn công liên quan các cuộc chỉ trích mà liên quan đến tuổi tác à, và trong cái cuộc vận động tranh cử vào à, cuối tuần qua ở Las Vegas thì ông Donald Trump đã nói với những người ủng hộ là ông Joe Biden không phải già mà bất tài nhưng mà thực sự đó khi mà ông Donald Trump mỗi lần ông Donald Trump mà gọi ông Joe Biden bất tài thì hương nhân hương nhân đều nghĩ rằng ông Donald Trump sẽ rất là đau bởi vì Donald Trump kêu ông Joe Biden bất tài nhưng mà ông Donald Trump đã thua ông Joe Biden vào năm 2020. Chúng ta còn nhớ trước đó ông Donald Trump bảo rằng là không thể nào mà ông thua một người như ông Joe Biden. Và ông chê bai chỉ trích ông Joe Biden nhưng mà cuối cùng thì ông Donald Trump đã thua về tay ông Joe Biden. Và ông đưa, Donald Trump ngày hôm nay thì ông làm gì ngày sinh nhật của ông? Ngày hôm nay ông đánh dấu sinh nhật lần thứ 78 của mình. Và vào tối thứ sáu bằng một bài phát biểu trước đám đông những người ủng hộ, à, những người này là những người fan hâm mộ mà thuộc club 47 tức là câu lạc bộ 47 đó và tức là họ mong ông sẽ quay tái quay trở lại à, tòa bạch ốc để trở thành tổng thống 47 và trong cái bài phát biểu à, trước đám đông ủng hộ trong ngày sinh nhật ngày hôm nay thì ông Donald Trump cũng chỉ trích đối thủ của mình, à, ông bảo là quá quá yếu kém để đảm đảm đương cái nhiệm kỳ thứ hai. Đất nước của chúng ta đang bị phá hủy bởi những người bất tài. Và tất cả các tổng thống đều phải trải qua bài kiểm tra năng lực, tức là ông chỉ trích Joe Biden không có không có không có công bố cái kết quả kiểm tra năng lực. Và ngày hôm nay thì fan uh, cái club 47 họ đã đem tới cho ông Donald Trump một cái bánh sinh nhật cao tầng và trong đó là bánh sinh nhật theo chủ đề maga không biết là ông donald trump vào tối ngày hôm nay có sinh nhật riêng rất là riêng tư cho mình trong với thân nhân của mình hay không và à, cũng nhân tiện nói về ông donald trump các luật sư của ông Donald Trump vào ngày hôm nay đã đệ thỉnh nguyện lên tòa, tòa ở đây là tòa ở Florida, tức là thẩm phán Alin Cannon, bởi vì ngày hôm nay là ngày hạn chót mà họ hồi đáp kết thỉnh nguyện của công tố viên yêu cầu tòa ban hành lệnh bịt miệng à, hạn chế đối với ông Donald Trump. quý vị còn nhớ là khi mà những cái thông tin à, theo lệnh tòa được công bố và trong đó cho thấy là cái thủ tục mà để chuẩn bị khám xét thực thi cái trách khám xét mà Alago của ông Donald Trump vào tháng 8 năm ngoái năm hạn Hương Nha xin lỗi tháng và ngày 8 tháng 8 năm 2022 thì trong đó có một số thủ tục mà nó nó mang tính chất tiêu chuẩn đó là FBI đã có những cái giao thức dạng dò yêu cầu nhân viên thực thi những trách khám xét phải hạn chế những cái hành động có vũ trang, những cái hành động um, chỉ trong những cái trường hợp mà thật là cần thiết. Và phía bên truyền thông cực hữu cùng với ông Donald Trump họ bám vào những cái câu chữ một cách standard như vậy, tức là theo cái chuẩn mực như vậy. Họ cho rằng là nhân viên FBI khi mà xuống lục soát Alago họ đã đem theo súng để mà trong cái tinh thần là được Bộ Tư pháp và được Tổng thống Joe Biden bật đèn xanh để mà làm hại ông Donald Trump mặc dù Bộ Tư pháp FBI họ chọn ngày đó là cái ngày mà ông Donald Trump không có ở Mar-a-Lago và cái thủ tục này thì nó là thủ tục thông lệ cái cái quy định này được đưa ra cho bất cứ ai nhân viên nào khi mà thực thi trách khám xét và Bộ Tư pháp họ cũng nhắc lại là kể cả khi mà xuống lục soát tư gia của tổng thống Joe Biden họ cũng như vậy nhưng mà ngày hôm nay là ngày hạn chót họ à, phản hồi tức là hồi đáp cái thỉnh nguyện của bên công tố viên và các luật sư của ông Donald Trump trong cái thỉnh nguyện hồi đáp đã chế diễu yêu cầu lệnh bịt miệng được công tố viên đặc biệt Jack Smith đưa ra quý vị phải nhớ là ông Jack Smith cả hai vụ cho đến tận bây giờ tức là ông Jack Smith thì ông truy tố ông Donald Trump hai vụ ở Washington DC thì bây giờ bị đóng băng bởi vì chờ cái kết quả cái phán quyết từ tối cao pháp viện đưa ra về miễn tố tổng thống à bởi vì đến cuối tháng này thì à, tối cao pháp viện kết thúc cái nhiệm kỳ của họ và ở Florida như vậy có hai cái vụ truy tố liên bang mà ông Jack Smith đang truy tố ông Donald Trump thì chỉ cho đến bây giờ ông Jack Smith mới yêu cầu về cái lệnh bịt miệng khác với ở bên ở bên à, DC tại vì chỉ có bao giờ mà bị cáo đưa ra những cái phát ngôn mà phía công tố họ thấy là có thể gây nguy hiểm có thể gây đến nó, nó gây rủi ro cho đến an toàn của công tố hay của bất cứ ai mà mà có liên quan trong cái vụ truy tố đó thì họ mới yêu cầu lệnh bịt miệng. Thì ngày hôm nay trong cái thỉnh nguyện thì phía ông Donald Trump có lẽ là Hương Giang chưa có đọc hoàn toàn cái cái thỉnh nguyện nhưng mà Hương Giang đoán được và Hương Giang tin là nó cũng tương tự như thỉnh nguyện mà họ đã đệ lên tòa ở New York, tòa dân sự và đặc biệt là cái phiên tòa hình sự mà ông Donald Trump vừa bị phán quyết có tội 34 tội danh ở Manhattan, họ cũng đưa ra cái lập luận tương tự đó là phía công tố đã vi phạm đã vi phạm cái tu chính án thứ nhất của thần chủ của họ và nhằm bịt miệng thân chủ của họ khi mà thân chủ của họ đang vận động tranh cử vân vân và vân vân. thì ngày hôm nay à, trong cái thỉnh nguyện có một đoạn ghi là trong à, trong cái phần trong cái tuyên bố à, tức là gây gây kinh ngạc gần đây nhất của Jack Smith về việc à, vi phạm quá mức và xem thường hiến pháp tức là họ 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 cho rằng là cái yêu cầu lệnh bịt miệng của ông Jack Smith là vi phạm quá mức và xem thường hiến pháp. Và họ cho rằng cái yêu cầu lệnh bịt miệng là nó vi hiến và đặc biệt là nó can thiệp vào bầu cử bởi vì đây là một ứng cử viên của à, cộng hòa bầu trong mùa tổng tuyển cử năm 2024 và à, các luật sư của ông Donald Trump ở Florida họ cũng so sánh yêu cầu này với cái lệnh bịt miệng mà ông Donald Trump đang vẫn vẫn đang có hiệu lực mặc dù phiên tòa đã kết thúc tức là phiên tòa ở Manhattan đã kết thúc nhưng mà ông Donald Trump vẫn bị tòa chế tài bằng lệnh bịt miệng và mới đây như Hương Giang đã chia sẻ trong chương trình trong một chương trình là phía ông luật sư của ông Donald Trump đã yêu cầu tòa là gỡ bỏ cái lệnh bịt miệng bởi vì bây giờ phiên tòa đã kết thúc mà ông Donald Trump thì bây giờ đang bước vào cái mùa tranh cử sôi động trong khi các đối thủ của ông và đặc biệt là hai nhân chứng đã không có nêu danh nhưng mà chúng ta biết đó là Michael Cohen và Stormy Daniel thì được tự do thoải mái chỉ trích thân chủ của họ còn thân chủ của họ thì không có không có không có được hồi đáp không có được đáp trả và cái thỉnh nguyện ghi là giống như là biện lý Manhattan Alvin Brad Smith tức là Jack Smith đã tìm mọi cách để hạn chế bài phát biểu chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Donald Trump khi mà cuộc tranh luận tổng thống đang gần kề vào cuối tháng này, 27 tháng 6 rơi vào thứ năm thì ông Donald Trump và ông Joe Biden sẽ có cái cuộc tranh luận đầu tiên. Năm nay chỉ có hai cái cuộc tranh luận cho đến giờ thì mới chỉ có hai cái cuộc tranh luận được uh, được ấn định không biết là còn cuộc tranh luận nào nữa không. Cũng nhân tiện nói về tranh luận, bây giờ cả hai bên, cả hai bên đều đang tập luyện, đang chuẩn bị cho cái ngày tranh luận và cả ông Donald trump và cả ông Joe biden truyền thông cho biết thì ông Joe biden ông sẽ tập trung vào một số vấn đề à, và chẳng hạn như là trong đó có cái ngày 1 tháng 6 trong đó có cái phán quyết mới đây của à, ông Donald trump và phía ông Donald Trump cũng tập trung vào vấn đề 1 tháng 6 tức là họ tập trung vào vấn đề đề này để có thể đáp trả để có thể trả lời chắc chắn vấn đề ngày 1 tháng 6 tức là bạo động điện capital sẽ được lôi ra để hỏi và cái phiên mà tranh luận đầu tiên là do CNN tổ chức và à, hồi nãy nói đến bộ tư pháp quý vị hôm thứ tư thì quý vị biết là Phía Hạ Viện họ đã bổ, bỏ phiếu để đề nghị Bộ Tư pháp truy tố Tổng trưởng Tư pháp là ông Merrick Garland bởi vì đã chống lại cái trác đòi của Quốc hội đó là à, không có giao cái băng ghi âm um, cái cuộc thẩm, thẩm vấn giữa công tố viên đặc biệt Robert Hur đối với Tổng thống Joe Biden để phục vụ cái cuộc điều tra ông Joe Biden đem tài liệu mật về nhà cất giữ sau khi hết nhiệm kỳ phó Tổng thống trước đây thì ngày hôm ngày và sau đó thì họ đã chuyển cái đề nghị truy tố của mình sang bộ tư pháp nhưng mà ở bên ngoài thì tất cả giới quan sát đều cho rằng là bộ tư pháp chắc chắn họ sẽ không có truy tố ông Merrick Garland rồi bởi vì đây không phải là lần đầu tiên từ năm 2012 cho đến nay thì ít nhất cũng đã có ba tổng trưởng tư pháp kể cả cộng hòa và kể cả dân chủ đều bị quốc hội đề nghị truy tố nhưng mà không có tức là văn phòng biện lý À, văn phòng biện lý DC, văn phòng biện lý Hoa Kỳ DC đã từ chối truy tố. Và ngày hôm nay thì Bộ Tư pháp họ đã chính thức gửi thư sang cho Chủ tịch à, Hạ viện đó là ông Mike Johnson cho biết là họ sẽ không có truy tố Tổng trưởng Tư pháp Merrick Collins tội khinh thường quốc hội theo đề nghị của Hạ viện. Và trong thư gửi cho ông Mike Johnson, Bộ Tư pháp chỉ ra một cái quan điểm lâu đời của cơ quan và như hương giang nói là dưới cả chính cả cộng hòa và dựa của chính phủ cộng hòa và cũng như là của chính phủ dân chủ cái quan cái quan điểm lâu đời này đó là không truy tố một tổng trưởng tư pháp hay viên chức hành pháp mà từ chối cung cấp thông tin thuộc đặc quyền hành pháp cho quốc hội và cái thư nó được nó nhấn mạnh là cái đoạn băng ghi âm này là đã được tòa bạch ốc tức là tổng thống joe biden tuyên bố là thuộc đặc quyền hành pháp. Và thư ghi là phù hợp với cái quan điểm và thực hành chính thức lâu năm, bộ xác định là những cái phản hồi, những cái respond đó của tổng, tổng trưởng tư pháp Merrick Collins đối với các đòi từ các ủy ban của hạ viện không cấu thành tội phạm và theo đó bộ sẽ không đề nghị ký, bộ sẽ không đưa cái đề nghị truy tố của quốc hội ra trước một đại bồi thẩm đoàn hay đưa ra hay có bất cứ cái hành động nào truy tố tổng trưởng tư pháp. Trong cái thư gửi cho cho ông chủ tịch Mike Johnson thì bộ tư pháp họ đã ghi như vậy. Nhưng mà quý vị biết là phía bên Cộng hòa thì họ cho rằng cái đoạn băng ghi âm này đó, thứ nhất họ muốn kiểm tra là cái băng ghi âm này nó với với cái biên bản tại vì bộ tư pháp họ đã cung cấp cái biên bản cái cuộc thẩm vấn này rồi nhưng mà à, cộng hòa họ muốn có băng video tại vì quý vị biết là ông robert Hill, ông không có ông không quyết định là không truy tố ông joe biden nhưng mà ông đưa ra cái ý kiến lời nhận xét ông kết luận là ông joe biden là một ông già à, không có dùng chữ lẫm cẩm nhưng mà một ông già có thiện chí nhưng mà lại đầu óc không có không có được uh, rành mạch cho lắm tức là trí nhớ có vấn đề tức là trí nhớ yếu kém. Và cộng hòa thì họ muốn xem thử là băng ghi âm với biên bản nó có khớp với nhau hay không. Thứ hai nữa là họ cũng muốn moi thêm thông tin. Và băng họ cho rằng là băng ghi âm sẽ cung cấp thêm thông tin sự minh bạch và giám sát chung quanh những cái cuộc điều tra uh, chung quanh cuộc điều tra dành cho đương kim tổng thống tức là ông Joe Biden và cộng hòa thì họ bỏ phiếu chỉ có một lá phiếu duy nhất của dân biểu Dave Joyce từ tiểu bang Ohio là chống mà thôi và bộ tư pháp thì họ cho rằng là nếu như mà đưa cung cấp cái đoạn băng à, ghi âm như vậy thì nó sẽ tạo một cái tiền lệ xấu cho việc chia sẻ những cái đoạn băng như vậy đối với những vụ án quan trọng trong tương lai mà không dẫn đến cáo buộc hình sự và Cộng hòa thì cho rằng là Merrick Garland đã không tích cực điều tra ông Joe Biden, điều này có đúng không? Chắc là quý vị theo dõi tin thì quý vị biết là điều này không có đúng bởi vì vào hôm thứ ba thì Hunter Biden đã bị uh, đã bị công tố viên đặc biệt, công tố viên liên bang ông David Wise đã truy tố thành công trước một bồi thẩm đoàn. Hunter Biden ba tội danh đại hình liên quan đến súng và quý vị biết là bây giờ à, với cái thông báo là bộ tư pháp sẽ từ chối không có truy tố tổng trưởng của họ thì nó sẽ thúc đẩy cộng hòa làm việc gì có thể là cộng hòa sẽ đưa ra những cái đồng hành động khác à, dân biểu một dân biểu vào ngày hôm thứ tư khi mà bỏ phiếu một dân biểu từ florida thì bà luna cho biết là nếu như mà bộ tư pháp không có truy tố ông Mary Collins thì bà sẽ đệ một cái thỉnh nguyện gọi là thỉnh nguyện đặc quyền. Và theo theo luật thì thỉnh nguyện đặc quyền này đó, tức là đệ một cái thỉnh nguyện đặc quyền đối với cái nghị quyết mà họ đã thông qua nghị quyết là đề nghị truy tố Mary Collins thì theo luật thì khi mà làm như vậy thì sẽ bật đèn xanh để cho cảnh vệ hạ viện. đưa ông Merrick Colin về hạ viện và bắt buộc ông phải giao băng ghi âm thì phía phía bên một số nhà lập pháp của cộng hòa họ đề nghị như vậy nhưng mà ngày hôm nay thì ông Mike Johnson ông đã gửi ra à, tuyên bố là ông sẽ giải quyết vấn đề này trước tòa tức là cái cái việc mà cái việc mà ông Merrick bộ tư pháp không có truy tố ông Merrick Garland thì Mike Johnson sẽ đưa vấn đề này ra trước tòa và ông đưa ra trước tòa để thực thi để bắt buộc là merrick Garland sẽ giao cái đoạn bằng đó tức là bắt buộc yêu cầu tòa thực thi cái chát đòi của quốc hội đối với tổng trưởng tư pháp merrick Garland và trong cái thông báo gửi ra thì ông mike johnson cho biết là ông bất đồng với cái quyết định của bộ tư pháp gọi đây là một ví dụ nữa cho thấy là Hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ có hai tầng, tức là two-tier system, à, tức là chính phủ của ông Joe Biden, bộ tư pháp của chính phủ ông Joe Biden có hai cái hệ thống và ông cho biết là ông sẽ chứng nhận cái báo cáo khinh thường quốc hội đối với tổng trưởng tư pháp để gửi lên, à, để gửi lên văn phòng biện lý, để gửi lên gửi lên văn phòng biện lý DC và chúng tôi sẽ chuyển sang tòa để thực thi cái trát đòi tổng trưởng Garland trước tòa liên bang. Tức là ông sẽ đưa cái vấn đề này ra trước tòa liên bang để tòa liên bang giải quyết. Và có một bản tin từ liên quan đến trùm phao tin đồn nhảm. Quý vị biết là Hương Giang nói ai rồi, đó là Hương Giang nói về ông Alex Jones. Ngày tuần trước Hương Giang còn nhớ là Hương Giang với luật sư Nguyễn Hoàng Duyên cũng nói về vấn đề này, tức là ông Alex Jones. Ông năm khoảng những năm 1990 thì ông đã mở cái cơ quan truyền thông InfoWars của ông. Và trên cái cơ quan truyền thông này, ông Alex Jones Ông đã dùng những cái tin đồn nhảm, tin thất thiệt, thuyết âm mưu. Ông và để ông kinh doanh. Và thật đáng kinh ngạc là làm cái lượng người nghe ông và tin ông nó rất là đông. Đây là một đế chế kinh doanh, Infowar là một đế chế kinh doanh là nơi đưa ra những cái tin thất thiệt, những cái tin đồn nhảm, những cái tin mà theo thuyết âm mưu nhưng mà nó gây thiệt hại cho rất là nhiều người. Trong đó có các gia đình thân nhân của cái vụ thảm sát Sandy Hook tức là tại vào tháng 12 năm 2000 à, vào tháng 12 năm 2012 xảy ra tại trường tiểu học Sandy Hook tước đi sinh mạng của 20 em học sinh và 6 nhà giáo dục. Bây giờ trong hàng năm trời qua Alex Jones trên cái chương, trên những cái chương trình ở trên info của mình ông ta cho rằng là cái vụ thảm sát Sandy Hook này không hề có thật mà do chính phủ dựng ra và những cái gia đình được xem là gia đình thân gia đình của nạn nhân đó họ bắt tay hợp tác với chính phủ chính phủ dàn dựng lên để mà kiểm soát súng ống vân vân và vân vân hàng năm trời ông ta nói thoải mái như vậy và kết cục là như thế nào và thân nhân của các nạn nhân sandy hook họ bị quấy rối họ bị đe dọa họ bị họ đã mất người thân của mình và bây giờ họ đối mặt với những cái vấn đề mà nó gây thiệt hại về mặt tinh thần rất là nhiều. Chính vì vậy mà đã có hai vụ kiện dân sự diễn ra, một đệ đơn ở Texas, hai đệ đơn ở Connecticut và bồi thẩm đoàn dân sự của hai phiên tòa đã xét xử và yêu cầu electron phải bồi thường cho các nạn nhân, các gia đình nạn nhân. Tổng cộng của hai phiên tòa, hai vụ kiện là gần một tỷ rưỡi Mỹ kim một tỷ rưỡi Mỹ Kim. Và mới đây thì tôi vào tuần trước, Alex Jones đã khóc lóc và đồng ý là bắt buộc ông ta phải thanh lý cả Infowars thì mới đủ khả năng mà chi trả cái tiền bồi thường cho các nạn nhân. Vào ngày hôm nay thì tòa phá sản ở Houston đã ra lệnh là thanh lý tài sản cá nhân của Alex Jones và số tiền thu được thì sẽ được trả đều cho các gia đình nạn nhân. Nhưng mà tòa cho phép ông ta giữ lại Infowars. Và cái phán quyết này đó, cái phán quyết này có nghĩa là Alex Jones trùm phao tin đồn nhãm vẫn có thể tiếp tục phát sóng trên Infowars. Trong khi thì các gia đình mà nguyên đơn họ tiếp tục theo đuổi để có được thanh toán cái tiền bồi thường. Và cái phán quyết này nó chia rẽ nguyên đơn nguyên đơn nguyên đơn ở Texas thì họ ok họ đồng ý với cái quyết định này bởi vì họ cho rằng là giữ Infowars thì là Alex Jones mới làm ra tiền mà làm ra tiền như vậy thì họ mới tiếp tục đòi được còn trong khi đó nguyên đơn ở Connecticut thì họ cho rằng cái số tiền họ nhận được tiền bồi thường ít cũng được miễn là ông này bị đóng bị shut down để không cho ông tiếp tục lan truyền những cái thông tin thất thiệt như vậy. Nhưng mà họ cũng thừa nhận là cho dù Infowars có đóng cửa thì Alex Jones dưới một cái một hình thức nào đó ông ta vẫn tiếp tục lên tiếng. Thì cái sự chia rẽ là như vậy. Bây giờ quý vị biết là toàn bộ tài sản cá nhân của Alex Jones bán được bao nhiêu? Khoảng gần 5 triệu. Mà 5 triệu mà so với 1 tỷ rưỡi thì nó còn xa lắm. Còn xa rất là xa. Mà nếu như cái số tiền này được bán, bán rồi chia cho các... Uh, nguyên đơn ở trong cái đơn trong những hai vụ kiện này thì cái số tiền nó gần khoảng 250 trăm năm mỹ kim nhưng mà nó chưa kể quý vị biết là cái số tiền này nó đã đã phải trả cái tiền mà về vấn đề phá sản rồi tiền lệ phí pháp lý đủ thứ đã được thu trước rồi và nói thì nói như vậy nhưng mà đến bao giờ thì thì các gia đình À, nạn nhân họ mới nhận được tiền bồi thường bởi vì hiện cho đến giờ có lẽ là phải cũng phải mất vài năm trời bởi vì cho đến giờ thì à, uh, Alex Jones vẫn đang kháng án những cái quyết định của những cái phiên tòa này và ngày hôm nay thì từ uh, hồi nãy nói về ông ông Joe Biden và ông Donald Trump ở Arizona ngày hôm nay có được công bố có một kết quả thăm dò được công bố và đây là thăm dò mới nhất cho thấy là tại Arizona, ông Donald Trump đang dẫn trước ông Joe Biden 7 điểm. Và đây là một cái điều đáng lo ngại cho ông Joe Biden. Nếu như cái ngày bầu cử diễn ra vào ngày hôm nay thì có lẽ là ông Joe Biden đã thua tại Arizona. Arizona là tiểu bang được xem là swing swing state, tức là của tiểu bang thay đổi. Và năm 2020 thì ông Donald Trump đã bị thua ông Joe Biden tại Arizona Với một cái tỷ lệ 6 sao tức là chỉ thua 11.000 phiếu à, Bên cạnh đó thì nhân tiện nói về tòa có một tin tức từ tối cao pháp viện Ngày hôm qua thì Hương Nhan chia sẻ với quý vị là tối cao pháp viện Đã đưa ra cái phán quyết về thuốc phá thai mifepristone. Ngày hôm nay thì tối cao pháp viện đưa ra một cái phán quyết liên quan đến súng ống nhưng mà quý vị biết là tại vì tối cao pháp viện họ sẽ kết thúc cái nhiệm kỳ à, lần này là vào cuối tháng 6 cho nên trong những ngày tới trong có thể là trong một hai tuần tới chắc chắn chúng ta sẽ nghe được cái phán quyết của họ về quyền miễn tố tổng thống vấn đề này là vấn đề hết sức là quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng lâu dài cho nên là đây là một vấn đề mà hương nhang hứa là hương nhang sẽ à, cập nhật đến quý vị và tối cao pháp viện vào ngày hôm nay đã bác bỏ lệnh cấm thiết bị đổ súng pump stock, tức là cái thiết bị mà biến vũ khí bán tự động thành súng liên thanh và như vậy với cái phán quyết ngày hôm nay thì tố cao pháp viện đã xóa một trong những quy định hiếm hoi về súng ống của chính phủ được thực thi sau cái vụ thảm sát tại Las Vegas vào năm 2017 và quyết định được đưa ra là 63 nó theo hệ tư tưởng tức là 6 bảo thủ và 3 cấp tiến và thẩm phán Clarence Thomas là người đã viết cái quan điểm của đa số. Và ông nói là trong cái quan điểm của đa số thì ông Thomas cho rằng là cơ quan rượu, thuốc lá, súng, chất nổ và súng, họ đã vượt quá cái thẩm quyền của mình khi liệt bom stock, tức là thiết bị độ súng này là súng máy bị cấm theo đạo luật súng ống quốc gia năm 1934 và ống ghi là chúng tôi cho rằng tức là bên bên đa số chúng tôi cho rằng một khẩu súng trường bán tự động được trang bị bấm stock không phải là súng máy vì nó không thể bắn nhiều hơn một phát chỉ bằng một chức năng của cò súng và ý kiến của ông thì đưa ra một số những cái sơ đồ về cái 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 mechanism đó tức là cái cơ chế bắn rồi ông mô tả chi tiết về kỹ thuật hoạt động bên trong của một khẩu súng như thế nào vân vân và vân vân nhưng mà quý vị biết là hiếm khi mà chính phủ hoa kỳ có thể đưa ra một cái quyết định mà lưỡng đảng mà thắt chặt súng ống được mà quý vị phải nhớ là cái quyết định này đưa ra dưới thời ông đưa Trump rất là hiếm hoi và đặc biệt là khi những cái nỗ lực của lập pháp mà về, về vấn đề súng ống thì bị Cộng hòa ngăn chặn rất là nhiều, đình trệ tại quốc hội. Nhưng mà nó cũng làm nổi bật cái sự chia rẽ ngay tại tối cao pháp viện. Và à, quay trở lại là vào tháng 10 năm 2000, ngày 1 tháng 10 năm 2017, thì nghi can đó là tên Stephen Padlock, 64 tuổi, đã ở từ trên tầng 32 ở một khách sạn của Las Vegas đã bắn ra hơn 1.100 viên đạn chỉ trong 10 phút và bắn xuống dưới bởi vì ở dưới là có một cái đại nhạc hội và nó làm thiệt mạng là 58 người mà trong đó có một người gốc Việt. Vụ đó chắc là quý vị có Họ còn nhớ bởi vì Hương Giang thì không thể nào quên được bởi vì ngay người nạn nhân người gốc Việt thì ở là người gia có gia đình ngay tại sao Jose và Hương Giang đã phỏng vấn người mẹ của nạn nhân và trong 11 phút thì thì tên haddock đã bắn ra hơn 1.100 viên đạn quý vị có thể là tưởng tượng là cái số khổng lồ như thế nào và cái khẩu súng trường bắn tự động mà tên phá dùng được gắn thiết bị băm Như vậy, băm tức là thiết bị uh, thiết bị độ súng này nó cho phép vũ khí bán tự động bắn ra hàng trăm viên đạn mỗi phút, tức là biến thành súng máy. Cho nên lệnh cấm buộc những người sở hữu băm sóc phải giao nộp hoặc là phá hủy thiết bị và những người nào mà vi phạm thì có thể đối mặt với một cái bản án tối đa lên đến 10 năm tù. Đó là quy định giữa thời của ông Donald Trump. Phán quyết này, phán quyết mà tối cao pháp viện đưa ra ngày hôm nay nó không có phải là thách thức tôi chiến án thứ, thứ hai. Nhưng mà đây là một trong nhiều trường hợp mà tòa tối cao tòa tối cao trong cái nhiệm kỳ này đang tìm cách thu hẹp lại cái quyền lực, cái thẩm quyền của các cơ quan hành chính. Tòa đưa ra nhiều ý kiến về những cái vấn đề mà cái vai trò cái thẩm quyền cái quyền lực của các cơ quan hành tránh tuy nhiên quý vị biết là quyết định về băm xót vào ngày hôm nay thì nó có cho thấy là sự ủng hộ của các vị thẩm phán bảo thủ trong cái việc hạn chế quyền lực của các cơ quan hành tránh của càn chính phủ ba thẩm phán à, cấp tiếng đó là bà Sonia Sotomayor bà Elena Kagan và bà Ketanji Brown Jackson. Ba vị này thì họ phản đối và bà Sotomayor đã có cái có cái phát biểu tóm tắt sự bất đồng quan điểm của mình ngay trước tòa. Đây là một thông lệ. Đây là một thông lệ riêng cho những cái những cái vấn đề mà có cái sự bất đồng sâu sắc và trong cái nhiệm kỳ này của tối cao pháp viện thì đây là lần đầu tiên có một cái bất đồng quan điểm sâu sắc như vậy. Và bà bà Sotomayor đã tuyên bố là phía phe đa số ở tối cao pháp viện đã đưa súng máy quay trở lại dân thường. Khi tôi nhìn thấy một con chim như con vịt, bơi như vịt, kêu như vịt, thì tôi gọi con chim đó là con vịt. Một khẩu súng trường bán tự động được trang bị bấm stock sẽ tự động bắn ra nhiều phát mà không cần nạp đạn thủ công chỉ bằng một chức năng của cò súng bởi vì tôi cũng giống như quốc hội gọi đó là súng máy và tôi trân trọng bất đồng quan điểm đó là tuyên bố của bà Sotomayor còn các vị thẩm phán như là ông Alito thì ông đồng tình với cái quan điểm đa số mà ông Clarence Thomas đưa ra và ông cho rằng vấn đề này là vấn đề của quốc hội quốc hội phải giải quyết vấn đề này bằng à, giải quyết cái vấn đề này bằng những cái à, bằng lập pháp tức là bằng những cái luật lệ mà họ đưa ra bằng những cái luật mà họ đưa ra và thưa quý vị hương giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng xin chào và xin hẹn gặp lại và một lần nữa kính chúc quý vị những người bố và những người con có được một ngày lễ cha rất là ấm áp xin chào và xin hẹn gặp lại